Giá cà phê hôm nay ngày 18 tháng 2 vững vàng trên 80.000 đồng kg dù Robusta giảm sâu. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 79.500 đồng kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, đắt lái giá cà phê hôm nay ở mức 80.200 đồng kg. Tại huyện IAH Leo, Đá Lắng, Buôn Hồ, đã lái giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 80.100 đồng kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 80.600 đồng kg tại Gia Nghĩa và 80.500 đồng kg ở Đá Rờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 80.100 đồng kg. Chư Prong, ở Pleiku và La Grai cùng giá 80.000 đồng kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 80.000 đồng kg. Thị trường cà phê trong nước giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần. Giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3 năm 2024 tăng 26 đô la mỗi tấn, ở mức 3.231 đô la mỗi tấn. Giao tháng 5 năm 2024 tăng 33 đô la mỗi tấn, ở mức 3.141 đô la tấn. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3 năm 2024 tăng 1,55 cent tập A, ở mức 190,85 cent tập A giao tháng 5 năm 2024 tăng 1,55 cent ba ở mức 186,7 cent ba. Tổng kết tuần sàn London đơn có 3 phiên giảm đầu tuần và 2 phiên tăng liên tiếp cuối tuần. Giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 3 giảm tất cả 118 đô la và kỳ hạn giao tháng 5 giảm tất cả 76 đô la. Khối lượng giao dịch duy trì khá cao trên mức trung bình. Tương tự, sàn New York cũng có 3 phiên giảm đầu tuần và 2 phiên tăng cuối tuần. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 3 giảm tất cả 5,45 sen và kỳ hạn giao tháng 5 giảm tất cả 4,8 sen Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình. Giá tiêu hôm nay ngày 18 tháng 2 tăng liền cả tuần, thêm 2.000 đồng kg. Tại tỉnh Đắk Lắng, Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 85.000 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 83.000 đồng mỗi kg tăng 500 đồng kg. Trong khi đó, tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 83.000 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 85.000 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 86.000 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng kg. Giá tiêu hôm nay đồng loạt tăng 500 đồng kg tại các địa phương còn lại so với cùng thời điểm hôm qua. Đây là ngày tăng thứ 6 liên tiếp của thị trường, tổng kết tuần giá tiêu nội địa tăng trung bình 2.000 đồng/kg. Theo cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, năm 2024, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã làm giảm năng suất của những nước trồng hồ tiêu lớn như Brazil, Việt Nam, thời gian qua giá hồ tiêu tại thị trường nội địa tăng do nguồn cung hạn chế. Bộ này cho biết thêm, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 1 năm 2024 vào khoảng 20.000 tấn giá trị thu về là 79 triệu đô la tăng hơn 60% về lượng và tăng gần 84% về trị giá so với cùng kỳ. Giá xuất khẩu bình quân hồ tiêu của Việt Nam trong tháng 1 năm 2024 ước đạt mức 3.953 đô la mỗi tấn, tăng gần 15% so với tháng 1 năm 2023.